ủng hộ của chính quyền địa phương, của bà con thôn xóm, tôi nước toàn bộ ủng hộ, vui vặt buồn nào những vấn đề thấu cảm, xin hướng về tổ tiên với lòng biết ơn sâu sắc. Chúng tôi ghi nhận và biểu dương sự ủng hộ đóng góp quý báu của tất cả các gia đình nội ngoại. Xin cảm ơn sự có mặt vui vui của các đại biểu chính quyền địa phương, toàn thể họp tập Hoàng Vũ năm ngành, Hoàng Nguyễn ba ngành, Hoàng Nguyễn Tôn, Hoàng Bùi. Xin cảm ơn các nhóm thợ đã chung tay xây sức, chung tay xây dựng cho chúng tôi một công trình kiến trúc tâm linh an khang cảm nhé. Cảm ơn các thầy đã tổ chức lễ cầu siêu bảo an cho đồng họ. Chúng con xin cảm ơn tất cả các đại biểu, các vị khách quý đã có mặt tại đây chứng kiến vui vui với chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc các đại biểu, các vị khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an lành và thành công. Sau đây xin kính mời các vị đại biểu, khách quý ăn bữa cơm thân mật, mừng lễ thành công công trình tâm linh thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Nhớ ơn đáp nghĩa tổ tiên, ông bà, cha mẹ không phải chỉ làm trong một ngày, một tháng, một năm hay ba năm, mà là chuyện cả một đời người. Vì tổ tiên, ông bà là cây cao rợp bóng cả, mãi tồn tại, là cội nguồn, gốc rễ mãi mãi sinh hoa, nảy lộc cho giống dòng ngày càng tồn tại và phát triển. Đoàn con nhớ về tổ tiên, ông bà cha mẹ, lòng con vẫn hằng thương nhớ. Chắp tay khấn nguyện trời cao ban nguồn phúc lộc bình an xuống cho ông bà, tổ tiên cha mẹ. Sống cả đời con, lòng con khắc ghi. Xin tri ân tổ tiên ông bà, như cây cao giữa bóng cả, cội nguồn gốc rễ sinh hoa nảy lộc ngày thêm xinh tươi. Mưa dòng sữa mẹ ngọt ngào chan hoa đời con, ơn sâu nghĩa nặng tổ tiên buôn trồng xây đắp, qua vạn nẻo đường trần gian, qua triệu kiếp người tọa lan, vẫn luôn thắm nồng tình yêu thắm nồng ngàn. Sống cả đời con, lòng con khắc ghi.
sinh tử hà lăng một bóng mình và ngày vạn tượng thủy nguyên tạc thank you.
Follow you.
Thưa quý thầy, pháp sư cùng gia đình trai chủ cũng quý Phật tử ở thôn Chùa Bùi cùng sinh ra ngày hôm nay thì thấy quý Phật tử phát tâm lên theo khóa lễ đàn tràng tụng kinh niệm Phật hồi hướng cầu siêu cho chân linh gia tiên của dòng họ Vũ cũng như là cầu an nhân việc khánh thành của nhà thờ dòng họ nơi đây. Thì đã khóa lễ phần xài khánh thành tám tạ chư vị tôn thần Tiền Hoàng Long Mạch đã xong, bây giờ vào khóa lễ tụng kinh thì cũng thỉnh đại đức Quảng Phúc lên khóa lễ tụng kinh để hồi hướng cầu an cho gia đình đây chùa cũng như là cầu siêu chư vị chân linh dòng họ được thượng thừa công đức được siêu sinh về cảnh giới này của chư Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Nhà thờ công đức nhà tăng đến lễ thờ phương pháp giới thượng chùa Tam Bảo. Nhà tăng đến lễ thờ phương pháp giới thượng chùa Tam Bảo. Nhà tăng đến lễ thờ phương pháp thank you.
bản thịnh thì cô hồn báo nhau hiểu rõ bác con sau này. Tâm người ta vẫn chân chu như ngọc quý cao như bậc chân chân xa tăng cao giữa trời. Vì đâu xuôi dặm xa thời biết đâu ngàn đất tình nơi trở về. Sinh thời hữu đồng u mê cho nên nghiệp nghiệp trước bây giờ tranh đông. Nào là sợ hãi u sầu ôi ôi cũng chỉ biết cầu đánh ai. May nhờ đức Phật như nay từ bi tế độ vương loài chẳng luân mở được phương tiện xa gần. Nụ người phải sớm ăn năn hồi đau. Lão tinh chân cơ nhiễm thoái tà Phật tâm tâm Phật vốn là như nhau. Thank you.
Yeah.